Chào các bạn. Nói vui một chút cho nó sửa chữa đỡ nhàm chán rồi các bạn ạ. Mình đang sửa một cái máy hút mùi với cái thương hiệu là Sunhouse nhá. Thấy khách bảo là mua đâu hơn 4 triệu. Với cái lỗi của nó là bật thì motor không chạy, chỉ có o thôi. Mình nhìn có cái led nhìn đẹp kinh. Với là công nghệ bây giờ họ làm trang trí đẹp thật. Thì mình có ghim điện qua cho chúng ta tham khảo nhá. Mình ghim điện này. Và như mình có cái nút đây là nút power nhá, mình ấn power này. Đó, chúng ta sẽ thấy đèn lên rất là đẹp này. Rồi đèn chiếu sáng đây. Khi bật cái thì có cái biểu tượng đèn chiếu sáng sáng, thực ra đây toàn như là cái con led thôi. Bên trong là những con led nó sẽ hiển thị sắc màu lên thôi chứ chả phải là led bể đoạn hay là quắc tiết gì đâu các bạn ạ. Mình bật lên nó như này nhá và mình bật motor này. Thế ấy, thì nó nháy rất là đẹp và nó kêu o. Mình thì cho mọi người ăn theo cái tham khảo dòng ăn nhá. Nó ăn 0,5A tận hơn 100W nhưng kêu o rồi không chạy mọi người nhá. Đấy, nhìn mặt hiển thị rất là đẹp luôn. Công nghệ bây giờ là cứ bắt mắt người tiêu dùng là kiểu gì cũng bán được hàng. Chẳng qua là với mấy con nét nó hiển thị đi lên thôi, mấy con nét đỏ này, nét vàng, nét xanh thôi, rồi cứ cái vạch vạch lên nhìn rất là đẹp luôn mọi người ạ. Model đây mọi người này. Bây giờ mình sẽ tháo ra nha, mình đang nghi ngờ con này đang nỗi tụ khởi động gì đó. Nó là một cái máy hút mùi nhá mọi người nhá. Nên bây giờ mình sẽ dừng điện, dừng máy quay lại để mình sẽ tháo ra cho chúng ta tham khảo xem cái có phải là nó bị hỏng tụ khởi động không. Cái động cơ này, động cơ này thì nó có hai chế độ chạy, chạy tốc độ chậm và tốc độ nhanh nhá các bạn nhá. Nó có cái nút này này, tụ đây rồi mọi người. Chúng ta để ý thông số của nó này, 4 microfarad nhá, 450V AC nhá. Tụ thì cũng không lồi không phồng gì đâu, để tí mình đo. Thì đây là cái biến áp. Cái biến áp này nó sẽ cấp nguồn cho, nó cấp nguồn cho đúng cái mấy cái đèn led phía đằng trước này. Hoặc là cấp cho đèn led nữa, đèn led chiếu sáng ấy. Mình đoán cấp cho hệ thống hai con đèn led chiếu sáng. Bởi vì nó cần tính độ an toàn mà nó không bị dò điện ra cái vỏ kim loại này các bạn này. Mình đoán thế nên cái biến áp nó to này thôi. Còn đâu khi chúng ta bật ấy, là cái công tắc đấy là nó cấp trực tiếp cái công tắc on up của liên quan đến tốc độ động cơ ấy. Là nó liên quan đến dính cái này luôn các bạn ạ. Mình đoán thế thôi nhưng khả năng cái bo điều khiển ở dưới thì mình biết được. Thì đây bây giờ sẽ kiểm tra tụ. Tụ có rắc cắm này này. Mình sẽ tháo ra mình sẽ đo thử nhá. Đang làm bằng một tay. Còn một tay thì mình đang cầm camera mọi người ạ. Thì đây nhá, mình sẽ đo thử này. Khó làm quá các bạn ạ, kiểu như này. Mình để đồng hồ đang thang đo tụ nhá, mình đo này. Hiện tại bây giờ nó còn có 57 nanofarad thôi. Như vậy nó còn không được 1 mi nhá, quá thấp này, như coi như là đứt đứt cực rồi nhá. Và mình do mình đoán nó chết nên mình đang lấy một con tụ này. Cũng 4 mi này. 450V nhá, cái tụ này mình mua lâu lắm rồi, mình mua tụ này tụ xịn hơn những cái tụ dây kia. Mình thay cũng khá là ok. Đây này, chúng ta sẽ đo thử này, cũng là 4 mi đấy. Đấy, đo được 4 microfarad nhá, ok nhá mọi người nhá. Nên mình sẽ cắt dây hàn và thay con này. Định chơi một cái nữa ấy, là kiếm hai con tụ 8mi ở bếp từ, hai con tụ 8mi chịu điện áp là 275V AC ấy, thì đấu nối tiếp nhau thì thành một con tụ 4mi nhưng mà điện áp chịu đựng của nó là 275V nhân 2, tương đương với trên 500V thì nó bền lắm mọi người ạ. Nhưng mà mình chả tìm được con tụ nào 8mi cả, toàn tụ 10mi đây các bạn ạ. Tụ nọc vượt nguồn bếp từ là tụ 10mi mi lại 5mi là nó thông dụng mà mọi người nhé. Nên bây giờ mình sẽ lắp con này thôi. Bây giờ chờ chút để mình lắp vào cho mọi người tham khảo kết quả nhá. Ba này ban dễ nhưng mà vấn đề là chúng ta phải chọn được tụ làm sao chuẩn xịn thì nó mới bền, chứ tụ lởm nởm chơi trên thị trường là rất rất kém. Hoặc là chúng ta kiếm được hai con tụ 2mi chỉ để đáp 450V AC xịn, chúng ta đấu song song nhau thì chúng ta cũng sẽ tạo được con tụ 4mi nhá. Mình ấy, với con tụ khởi động này mình luôn tìm cách là làm sao đạt được cái chỉ số chuẩn của nó. Chúng ta có thể tạo ra con tụ 5mi bằng hai con tụ bếp từ ấy, 10mi ấy, tạo ra 5mi thì là nó sẽ chạy nhanh hơn. Tức là cái với nhà nào mà điện yếu thì ok, tụ khởi động nó dung lượng lớn hơn thì nó sẽ chạy nhanh hơn mà, nhưng mà cái cuộn dây nó sẽ nóng hơn các bạn ạ. Nhưng điện yếu thì sử dụng tụ 5mi được, nhưng mình thường là mình làm sao cho nó về được cái chỉ số chuẩn. Mình toàn thế thôi, để cho nó cái công suất của nó đạt như cũ các bạn ạ. Mình đã thay tụ này và khả năng ấy, mình thấy có một cái dây riêng, một dây riêng nó đi từ dưới kia lên, khả năng ấy, một dây AC vào nó đi qua cái công tắc on này.
các bạn ạ. Đó là mình bấm cái công tắc này thì bắt đầu là cái biến áp ở dưới kia nó mới được cấp điện, nó mới tạo ra nguồn cho cái hệ thống led này. Và cái led này cũng khả năng cũng là chiếu sáng từ cái biến áp đấy, nó tạo ra nguồn nó thấp hơn chắc là 12V mọi người nhé. Và khi chúng ta tắt ở đây thì cái quạt này cũng không tác dụng, à cái quạt hút này này, bởi vì tại sao nó mất một dây AC mà nó nhìn công tắc tổng ấy các bạn ạ. Sau đó là bây giờ là mình đã thay nhé, và mình sẽ bật thử này. Và bật như này thì cái đèn này nó cũng nhấp nháy đó, nó lấy cái lệnh từ công tắc này, chắc là công tắc gì đấy, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta rất là đẹp luôn, nháy này này, chắc là có IC nháy. Và hiện tại là đang ở tốc độ thấp thì quạt nó ta chạy vù vù rồi, và nó ăn dòng này tương đương với khoảng hơn 100W nhá, gió thổi vù vù đấy. Và tiếp theo này, tốc độ hạt mạnh hơn này đó, mình thấy nó rít mạnh hơn luôn nhá, thì nó ăn lên được 150W này mọi người này, nên là hút khá mạnh. Con nhà mình là tận 220W cơ, nhưng con nhà mình là nó không phải khởi động bằng tụ, mà là nó là cái quạt, nó là cái máy hút Fago ngày xưa, và cái động cơ của nó là 220W, nhưng mà động cơ của nó là khởi động bằng vòng chập chứ không phải là bằng tụ mọi người ạ. Nhưng mà nó có 3 số tốc độ, mình toàn chạy ở tốc độ 1 và 2 này nhiều thôi, còn tốc độ 3 lúc nào lấu rán cái gì nhiều khói nghi ngút nên thì mới bật cái tốc độ 3 các bạn ạ. Như vậy là con này săn hao này ban cuối cùng nó chỉ là hỏng tụ thôi, và mình đã làm video chia sẻ cho mọi người cách lựa chọn tụ làm sao cho nó bền nhá các bạn nhá. Còn video của mình sẽ kết thúc ở đây nhá, chào các bạn.